Từ lúc chơi slam đến giờ, bạn đã sở hữu bao nhiêu hũ slam của Unicorn Slam? Hãy comment xuống bên dưới để thi đua xem ai là người sở hữu nhiều nhất nhé. Ở cuối video cũng sẽ có mini game để tặng hết tất cả những bạn slam này. Hãy cùng tham gia nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Hello, xin chào cả nhà, xin chào các cô Pi, xin chào các em đáng yêu đã trở lại với kênh của chị Bubu nha. Đây là một cái bưu phẩm đến từ Unicorn Slam. Cũng khoảng nửa năm kể từ khi chúng ta tham gia sự kiện Unicorn ở gần Crescent Mall rồi đúng không? Thời gian trôi thật là nhanh, lại sắp chuẩn bị tới một mùa hè nữa rồi. Ngày hôm nay chị em mình cùng gặp lại những sản phẩm của Unicorn Slam và hãy cùng nhau xem thử chất lượng của bạn ấy có thay đổi qua từng ấy thời gian hay không nhé. Nào, cùng bắt đầu thôi. Trước mắt các bạn là một bạn slam có màu đỏ rất bắt mắt. Bạn ấy có tên là dưa hấu đỏ. Điểm xuyết bên trong là những hạt xốp li ti có màu xanh lá cây và không hề bị rã màu vào base slam của chúng ta. Và như cả nhà đang nhìn thấy trên màn hình đó, đây chính là một bạn jelly slam. Base slam làm nên bạn slam này thì rất là đặc và dẻo, cho nên jelly chơi cực kỳ đã, không có bị dính tuyết ra tay. Tính chất chung của Jelly Slam khi di chuyển đường dài đó là hơi bị dính tay một chút xíu. Về mùi hương thì chị đã mong đợi bạn này có mùi dưa hấu, nhưng khi chị ngửi thì nó ra cái mùi thanh thanh mát mát, không có rõ dưa hấu lắm, có thể là do chặng đường di chuyển quá xa. Một bạn tiếp theo có cái màu rất là thần bí ở trong combo Du Xuân. Đi kèm slam là một chú chuột Mickey, chắc là đang đi coi pháo bông hay sao á. Mà hình như chị nhớ không lầm là bạn này cũng có một cái tên riêng trong Restock thì phải. Nếu bạn nào nhớ tên thì hãy comment xuống bên dưới cho chị biết nhé. Đây là một chất slam mà chị cực kỳ yêu thích, như các bạn đã biết. Đó chính là vừa trong nè, vừa đặc và vừa dẻo. Nó hơi hướng một chút xíu putty, chơi rất là thích tay và kéo đến bao nhiêu thì cũng không có sợ đứt. Chính cái sự đặc này đã làm cho khi chúng ta tạo bong bóng á, thì tiếng kêu siêu đã tai. Hơi tiếc một chút xíu là vì slam trong của nhà Unicorn Slam không bao giờ có mùi hết. Đây là một bạn Basic Slam được mix giữa hai màu pastel là màu xanh da trời và màu tím của hoa oải hương. Bạn này có một cái mùi bánh rất thơm, mà nếu mà chị không lầm thì đây là mùi bánh sinh nhật thì phải. Đây là một chất slam basic cho chị thấy được cái sự thay đổi rất nhiều của nhà Unicorn Slam. Hồi trước khi chị em mình thích chơi basic bỏ nhiều xà bông bọt một chút xíu để phồng phì phì, thì bây giờ chúng ta lại thích chơi slam cực đặc, và đây là một bạn slam giống như vậy. Nó đặc đến cái độ mà khi chúng ta tạo bong bóng nghe tiếng kêu là mê ly luôn. Và chúng ta chơi bao nhiêu thì cũng vẫn giữ được độ bóng nhé.
Nếu bỏ qua Slam May thì đúng là một thiếu sót. Đây là một bạn Slam May trắng cũng ở trong combo Du Xuân luôn. Kèm theo Slam là một chú ngựa kỳ lân và những cái kim tuyến hình trái tim. Lúc nãy Mickey đi chơi ngắm pháo bông rồi thì không biết bạn kỳ lân này đang đi đâu đây. Cảm giác của Unicorn Slam Slam May thì vẫn như vậy, tức là khi rờ vào thì nó cảm thấy hơi lạnh lạnh, hơi ướt ướt, nhưng khi chơi á thì cực kỳ bông, tơi và xốp. Nhưng kỳ này chị thấy cái mùi thơm á nó không có đậm như mọi khi nữa, nó hơi nhạt nhạt giống như bị phai mất mùi vậy đấy. Và như cả nhà đang nhìn trên màn hình thì nó cực kỳ xốp, mình ấn xuống mà nó vẫn còn muốn bung lên luôn. Một em thứ ba cũng nằm trong combo Du Xuân chính là em vịt này đây. Không biết em vịt sẽ đi đâu chơi cùng với hai bạn kia. Ở bên dưới là những cái hạt ngọc trai màu xanh lá cây giống như rêu rêu á, rất là hợp với lại bạn vịt siêu ngầu đeo một cái mắt kiến này ha. Ở bên trên thì là những cái hạt kim tuyến màu bạc lấp lánh lấp lánh. Nếu nhìn kỹ thì bên trong còn có điểm xuyết một chút xíu hạt fishbone màu hồng nữa đấy. Và đây là chất slam siêu trong, siêu đặc của nhà Unicorn. Chị cực kỳ thích luôn. Tuy nhiên nếu bạn nào mà có cái móng tay nó hơi mềm giống như chị á thì phải cẩn thận khi lấy, vì những cái hạt này nó chìm xuống bên dưới, mình lấy ra rất là cứng và sẽ bị gãy móng tay đó. Và cuối cùng là một bạn Slam May ở trong combo bánh chưng xanh dưa hấu đỏ, thì chắc là bạn này là bánh chưng xanh rồi. Bạn này được mix giữa hai màu là màu xanh lá cây và màu vàng. Các bạn có đoán được bạn này có mùi gì không? Chị ngửi nó hơi giống như là mùi cháy thơm á, cháy dứa, hơi thơm thơm nhẹ nhẹ giống như vậy á. Và không hề phụ lòng chị em mình mong đợi ở một bạn Slam May chất lượng từ Unicorn, thì bạn này vẫn bông, vẫn tơi, vẫn mềm và vẫn xốp y như bạn màu trắng lúc nãy. 10 điểm cho sự hoàn hảo. Và khi mà mix lại á, nó cũng tạo ra được một cái màu xanh lá mạ rất là mát mắt chứ không bị xấu đâu. Nói chung kỳ này chị mua Slam rất là vừa ý. Các bạn thì sao? Các bạn thích nhất là bạn Slam nào ở trong collection kỳ này chị mua? Hãy comment bên dưới nhé. Loa loa loa, và đây là mini game để chị tặng lại 6 bạn Slam chị vừa mới review ở trên video luôn. Yêu cầu thứ nhất, hãy nhớ share video này nha. Kỳ trước có nhiều bạn share xong rồi coi như dùng cái tài khoản ảo luôn. Và cái yêu cầu thứ hai đó chính là hãy comment tên và số điện thoại của bạn để chị liên lạc cho bạn lúc mà bạn nhận thưởng nha. Và yêu cầu thứ ba, quan trọng nè, hãy comment xuống bên dưới một con số có 2 chữ số. Nhớ nha, một con số có 2 chữ số và điện thoại cũng như là tên của các bạn. Sau đó hãy share video này ra. Chị sẽ tặng ngẫu nhiên cho 6 bạn được lựa chọn ngẫu nhiên bằng máy. Và các bạn sẽ được sở hữu ngẫu nhiên 6 hũ Slam này.
chị sẽ thông báo kết quả vào ngày thứ tư tuần này nha. Cho nên không còn nhiều thời gian nữa vì chị sợ là nó sẽ bị hư slam trong đường vận chuyển đó. Cho nên là phải nhanh tay lên thôi. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại trong video kỳ sau nhé.